Vâng, một lần nữa kênh Dũng Ô tô Mê Linh xin được giới thiệu với các bạn một mẫu xe Matiz SE đời 2008 tư nhân chính chủ. Xe rất đẹp, không taxi dịch vụ. Màu xanh cốm, màu đáng yêu của các quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu xe rất đẹp. Tư nhân chính chủ, la răng đúc đầu màn. La răng đúc. Đây là một mẫu xe rất đẹp đời 2008, đời cuối cùng của Matiz SE. Đăng kiểm dài đến tháng 10 2020. Xe rất đẹp. Vâng, chúng tôi đang lái chiếc xe này, ông bạn đang lái về rất là yên tâm đây, điều hòa mát. Thấy anh không toát mồ hôi tí nào nhưng tôi quay thì toát hết cả mồ hôi đây. Chứng tỏ xe hoạt động rất tốt đây, điều hòa ngon mát. Xin mời các bạn quan sát toàn bộ hình thức bên ngoài của chiếc xe Matiz SE đời 2008 tư nhân chính chủ này. Xe được trang bị một cặp la răng đúc 4 quả, một dàn lốp gần như đến 60-70%, quả thì 70 quả, 60% quả là lốp còn zin, đẹp. Xe hình thức bên ngoài màu xanh cốm bắt mắt, đáng yêu. Xe được chủ nhân trang bị rất là nhiều đồ đấy, là mạ lẹp đèn hậu này. Xe rất vuông vắn này. Form dáng Matiz là rất là đặc biệt, đáng yêu đến thời hiện nay. Nó vẫn là một chiếc xe tuy là ít tiền rẻ tiền, nó thay xe máy, nhưng mà là rất là đáng yêu. Bởi vì xe nó nhỏ nhắn, xinh xắn, ngõ nhỏ phố nhỏ đi rất tốt, điều hòa mát, che nắng che mưa, thay một chiếc xe máy các bạn nhé. Chủ nhân là lắp cả biểu tượng Chevrolet ở lắp bình xăng rất đẹp này. Thể thao đấy. Đây là chiếc SE cho nên nó được trang bị toàn bộ 4 nẹp cửa, là tay mở inox này. Chủ nhân rất là ăn chơi, độ cả ốp gương. La răng rất đẹp. Đây là hình thức bên ngoài, chúng tôi giới thiệu với các bạn toàn bộ hình thức bên ngoài. La răng rất đẹp nhá. Và đây là đăng kiểm dài, giới thiệu với các bạn. Đăng kiểm dài. Đăng kiểm của nó rất dài này. Đăng kiểm nó là đến tháng 2 2020. Chúng tôi quay video này nắng nó hơi chói các bạn nhé, các bạn thông cảm, nó hơi video nó hơi chói một tí. Đây là hình thức bên ngoài, còn đây là xin mời các bạn giới thiệu với các bạn phần pabole và phần gầm của nó. Gầm con này rất đẹp các bạn này, pabole của nó đẹp lắm này, hai bên đều như nhau các bạn nhé, hai bên đều như nhau nên các bạn yên tâm, con này là không mối mọt, xe rất đẹp. Đây giới thiệu luôn các bạn là phần bên này nữa đi, cho các bạn yên tâm. Không các bạn nhiều bạn là thắc mắc là có một bên, vì thực ra chúng tôi bên hai bên đều như nhau. Đây chúng tôi giới thiệu với các bạn phần bên nữa này. Con này thì thực ra nó không phải là nó mới từ mới được như này, mà là chủ nhân người ta cũng đã làm rồi, người ta sửa cho mình thì nó mới được đẹp thế này các bạn nhé. Thì chúng ta tha hồ yên tâm đi lại. Vâng, xin mời các bạn quan sát đến phần keo chỉ của xe, phần hình thức rồi. Bên ngoài là bây giờ xin mời các bạn qua quan sát keo chỉ. Keo chỉ của con này rất đẹp các bạn nhé. Con này keo chỉ zin cả xe, tuyệt đối zin cả xe. Ta lô tâm ly rất xanh, xanh dần luôn, rất đáng yêu này. Đấy là chiếc Matiz SE đời 2008 tư nhân chính chủ, bản cuối cùng, bản của Matiz. Xe rất đẹp, vuông vắn, không hề mà mất chi tiết nào cả. Đây các bạn nhé, chỉ của nó còn zin này. Đấy, chỉ zin tuyệt đối. Gầm thì nó rất là chắc các bạn nhé, không mối mọt các bạn nhé, không mối mọt tí nào cả. Ba bô lê của nó đẹp này này, ba bô lê rất đẹp đấy. Matiz còn ba bô lê là đẹp rồi. Đây xin mời các bạn quan sát đến phần con này là gương kính chỉnh, gương kính hai kính trước chỉnh chỉnh cơ, hai kính sau quay tay các bạn nhé. Đây là phần tam ly đằng trước này, rất đẹp này. Đây, con này của nó là đẹp lắm các bạn này. Ba bô lê này, nó phẳng tưng đẹp, rất đẹp này. Đây này, bản nề sáng này, bản nề rất sáng này, rất đẹp này. Đấy là phần
Đây giới thiệu với các bạn một chút phần đinh đố kèo cột nhá. Đinh đố kèo cột con này rất đẹp này. Con này rất đẹp. Đấy là phần đinh đố kèo cột. Các bạn yên tâm đi, chúng tôi cam kết xe toàn bộ chiếc xe là không hề tai nạn, không va đâm. Chúng tôi tuyển xe là đời đời cao. Xe đời cao phải đạt tiêu chuẩn và chất lượng, đến tay quý khách là phải yên tâm. Đấy là chiếc xe Matiz. Vâng. Đây xin mời các bạn hãy phần đinh đố này. Kèo cột của xe. Zin tuyệt đối. Tam đi tao lô xanh đẹp. Đây xin mời các bạn hãy quan sát đến phần kèo cột này. Rất zin các bạn nhé. Đấy phần kèo cột. Con này là chưa có đầu màn cam lồi, các bạn nào yêu thì chúng tôi sẽ lắp và sẽ được khuyến mà các bạn sẽ được khuyến mại cái phần lắp rất nhiều. Vì chúng tôi nếu bình thường lắp bên ngoài là phải 2 triệu 8 một bộ cả cam lùi và đầu màn. Nhưng nếu là khách hàng thân thiết của chúng tôi sẵn sàng lắp cho các bạn 1 triệu 9, 1 triệu 9 giá khuyến mại là một bộ cam lùi đầu màn các bạn nhé. Đây xin giới thiệu với các bạn phần keo chỉ keo cột một chút không các bạn này, bảo chả giới thiệu bên 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 phụ bên lái. Hôm nay thứ tôi giới thiệu bên phụ rồi. Đây bên lái nó này. Không chê vào đâu được các bạn nhé. Đấy là bên lái. Đấy là cánh chúng tôi đến đằng trước này. Con này cam kết với các bạn chúng tôi làm nó keo toàn bộ zin hết cả xe. Zin hết các bạn nhé. Đấy. Zin hết cả xe. Toàn bộ zin. Đấy là chúng tôi giới thiệu sơ lược về phần keo chỉ cũng như là kèo cột zin hay không zin. Các bạn quan sát rồi. Và xin giới thiệu với các bạn đến phần tiếp theo, đó là phần nội thất. Nội thất của xe. Con này vô lăng rất đẹp các bạn nhé. Vô lăng rất đẹp. Con này khai thác rất ít này. Vô lăng rất đẹp. Chiếc Matiz như này mà đẹp như này, nếu mà có những con vô lăng này mà vào những con xe nó rơi vào tầm tiền trăm. Con Matiz phải tiền trăm mới được vô lăng như này các bạn ạ. Đấy. Con này chúng tôi bán với giá 79 triệu. 79 triệu cho các bạn nào sở hữu chiếc xe này. Điều khiển từ xa các bạn nhé. Điều khiển từ xa. Đây các bạn quan sát này. Đây là điều khiển từ xa vừa lắp mới hết này. Chúng tôi lắp mới là bộ điều khiển từ xa này. Bởi vì con xe này là chúng tôi mua cao cho nên chi phí nhiều, nó không lắp đầu màn. Đấy là phần đóng mở này. Đấy. Các bạn nhé. Đấy. Điều khiển từ xa này, đóng này. Mở này. Đấy. Toàn bộ là chiếc xe Matiz. Con này là gạt mưa, cụm đèn pha, gạt mưa đầy đủ hết. Đây là đầu màn. Nó chỉ có chiếc đầu này thôi các bạn nhé. Đây là giới thiệu các bạn. Nó chỉ có đầu đọc thẻ USB thôi. Đấy, đầu thẻ USB và đây là phần tắp lô tắp ly của nó này. Tắp lô tắp ly rất đẹp các bạn nhé. Đấy là chúng tôi giới thiệu sơ lược phần tắp lô tắp ly. Phần nội thất chúng tôi giới thiệu với các bạn là trần. Trần nó là trần lỉ. Trần lỉ rất đẹp các bạn nhé. Trần lỉ rất đáng yêu này. Nội thất đỏ lâu. Màu đỏ này là màu và lâu nhạt kết hợp với nhau này. Đây là biểu tượng DU Matiz này. Bên kia ghế cũng thế này. Ghế quả chám này. Đây là ghế quả chám các bạn nhé. Đấy hình thức của xe. Rất là bắt mắt và đẹp này. Con này vô lăng củ số này. Con này củ số của nó này. Củ số nó rất vẫn còn đẹp này các bạn nhé. Và đây là áo số của nó là áo số zin các bạn nhé. Áo số là áo số zin đấy chứ không phải áo thay đâu. Xe rất còn là đẹp đấy. Bạn nào mua nhanh tay đặt gạch. Xe chúng tôi bán với giá 79 triệu cho các bạn nhanh tay. Giá trên chúng tôi chưa bao rút hồ sơ, chưa bao vận chuyển. Cho nên khi các bạn có nhu cầu rút hồ sơ vận chuyển thì chúng tôi lại cộng tiếp giá các bạn nhé. Đấy là chiếc xe chúng tôi đang chào bán. Đây xin giới thiệu với các bạn bạn phần cốp. Thột vẫn thột zin này. Bản đề vẫn rất đẹp này. Keo chỉ đẹp. Đây là phần cốp sau. Giới thiệu với các bạn phần cốp sau.
Con này là chủ nhân, giới thiệu các bạn, có chủ nhân chống ồn cả cái phần cốp dưới, nhằm mục đích là bị chống nước, và hai nữa là để cho cái lốp nó đặt vào đây nó không bị rách. Đây là chống ồn, như hai được hai hai lườn của nó là vẫn còn nguyên zin này, không hề mục mọt nhá các bạn ạ, không mục mọt đấy. Xe rất còn rất đẹp này. Lốp dự phòng thì con này không có các bạn nhé, không có lốp dự phòng, chủ mua chủ không biết là nó tháo vào nó bỏ ra mất, họ bán cái bán cả xe trả tiếc, họ tiếc cái lốp với cái kích cái để nó thành ra mất rồi. Thế các bạn là mua thì cố gắng là bổ sung, hoặc là chúng tôi sẽ bổ sung sau. Đấy là phần toàn bộ phần chúng tôi giới thiệu với phần cốp và phần máy. Sau đây chúng tôi giới thiệu với các bạn là phần máy của xe. Đây là tổng thể chiếc xe rất đẹp này, và giới thiệu với các bạn phần máy của xe. Lỗ máy em ơi, đây giới thiệu với các bạn là phần cabo này, cabo zin các bạn nhé, cabo là cabo zin tuyệt đối đấy, cabo zin luôn. Đấy là phần máy, là máy rất êm các bạn nhé, máy thì thầm đấy, rất êm này, máy rất êm cho các bạn nào nhanh tay này. Đấy phần máy này, răng đầu răng của nó vẫn còn nguyên zin các bạn nhé. Đây là vẫn còn cả tem của nhà sản xuất này, của hãng này, GM này, DU này. Lọc gió này, lấy đường gió vào của chế hòa khí này, bộ chế hòa khí của nó này. Đấy xe rất đẹp đúng không bạn này, đèn cặp đèn này, cặp đèn zin của nó các bạn nhé, đèn rất sáng, đèn pha rất sáng, nó có đèn gầm. Đây là trang bị được cặp đèn gầm này các bạn này. Đấy. Bạn nào sinh năm 82, tháng 7 năm 82 mua con này thì đúng ngày tháng là năm sinh luôn. Tháng 7 năm 1982. Là con này đúng chuẩn form luôn. Đây là toàn bộ chiếc xe Matiz bên mình giới thiệu với các bạn. Con này điều hòa mát, không hề mất tí nào cả. Điều hòa mát, con này rất mát, trang bị la răng đúc, nội thất đẹp, tư nhân chính chủ, đăng ký kiểm dài tháng 2020. Đây là toàn thể video bên mình giới thiệu con Matiz SE đời 2008, bản cuối cùng của Matiz, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, xe rất đẹp, cứng cáp, gầm bệ chắc, điều hòa mát, la răng đúc. Đấy là những tiêu chí xe rất tốt để các bạn sở hữu một chiếc xe như vậy. Chúng ta đang chào bán với giá 79 triệu. Các bạn nhé, có bớt lộc cho các bạn ra về. 79 triệu là chưa bao hút hồ sơ, chưa bao vận chuyển. Các bạn nào yêu anh nhanh tay là gạt gạt cho bên mình. Đây là toàn thể những chi tiết bên mình giới thiệu về chiếc Matiz SE đời 2008, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Xe rất đẹp, máy đang nổ rất êm, được lắp điều khiển mới, đầu màn thì chưa có mỗi đầu thẻ USB Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đấy là toàn bộ những chi tiết video bên mình. Vâng, một lần nữa Dũng Ô Tô Mê Linh xin được cảm ơn toàn bộ quý khách hàng đã theo dõi video, và cảm ơn toàn bộ quý khách đã có những phản hồi rất tốt về những chiếc xe bên mình bán ra, đời cao, giá lại hợp lý, và xe đã chất lượng, cộng với nhiệt tình. Bọn mình là bên mình là về những kỹ thuật viên là sửa chữa gầm máy điện, bọn mình là xưởng, cho nên là khi quý khách có nhu cầu về hỏng hóc là bọn mình tư vấn từ xa, tư vấn dù xa cho các bạn để biết những hỏng hóc, hoặc là để đến những nơi sửa chữa, hoặc là sửa chữa thay những cái gì. Đấy là chúng mình chỉ giúp được tất cả mọi người cái gì bọn mình sẽ giúp. Đấy là toàn bộ video bên mình quay để chiếc xe Matiz SE đấy là 8. Vâng, một lần nữa Dũng Ô Tô Mê Linh được xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã theo video trên, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đăng ký kênh của bên mình. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn vạn dặm bình an, vững vàng tay lái trên mọi lẻo đường. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video trên.